Xin chào tất cả các cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 anh em ơi. Thì lại tiếp tục em về thêm một xe máy dàn xới rồi nè, các kiểu anh em. Đó, K700. Thì tí xíu nữa mình xuống từ con mình quay sơ lược rồi giới thiệu với anh em xem nha. Máy rất là mới anh em ơi. Bộ nào hồi nãy còn mới tinh nè. Đẹp luôn. Con này là A4. Này là Atana 50. Đây xe bạc bản của anh em. Cò bấm ở trên á, nút gái coi có cọc dây á. Đây để gom lại gấp vô lận. Máy còn xanh chành luôn anh em ơi. Máy rất là mới luôn nha. Lụm ba em. K700 anh em ơi, K700 ga 85 xin rìa. Mới tin luôn. Thôi. Quá đẹp. Quá đẹp. Đẹp như ngọc trinh luôn anh em, quá đẹp luôn. Bất ý vậy. Con này là IS mấy anh em, IS120 nha. Đó. Con này là can span luôn. IS120. Đây nó 120. Đây nè, quá trời bộ găng đẹp anh em. Atana 50 chuỗi anh em ơi. Đây có cái gì nhỏ nhỏ không? Chọt cái này cái. Rồi ớt 55. Ô đây lên. Luôn.
rồi, đó tất na 50 luôn anh em ạ. Rồi anh em ơi, này là bộ này mới xuống đúng không anh em? Y nẹp 80. IA 75. Mới tin luôn anh em thấy không? Mới về chưa có gấp tay có bọng nào vô anh em ơi, chưa có rửa luôn, chưa có test máy nào gì luôn. Thì tạm thời thì em quay cho mấy anh em xem cho đi. Rồi thì mấy anh em có để em quay cho chi tiết cận cảnh rồi test máy thử máy cho mấy clip sau cho mấy anh em xem ha. Đó. Quá trời mới luôn. Rồi, đây. Đây là IC70 anh em ơi. IC70 này gác cái đầu đất 70 mặt đạn. Có đề luôn anh em. Đó. Bộ này còn rất là đẹp luôn nha. Chưa gấp tay cái bọng gì vô hết luôn. Máy móc dàn xới rồi IC70. Đó, đất 70 mặt đạn máy thì mới tin luôn. Sới nè, anh em thấy nè. Quá trời nó mới luôn. Nè phù luôn. Cái xe ben luôn. Anh em như mấy con này anh em chạy là khỏi cỡ phải quay có đề luôn mà. Rồi con này con thứ hai nè anh em. Con này là cũng có rất 70 luôn, IC70. Con này thì nó không bằng cái con kia, đẹp không bằng anh em. Chưa gấp tay có mỏ gì hết. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi video và gặp lại mấy anh em clip tiếp theo anh em. Mấy anh em nhớ đăng kênh thì nhớ đăng ký kênh để mình nhận được cái video mới và những cái video mới nhất mà để mấy anh em xem để lựa chọn mình mua máy cho anh em đấy, để thích hợp nha. Quên đó. Ca đây ca 1.500 nữa anh em ơi. Nè, mới về đó nè. Ca 1.500. Đây. Tin luôn ha, chưa rửa gái gì hết, chưa có tắm rửa luôn. Con này là con Mitsu, Mitsu 85, Mitsu 85 xin tiền. Thì máy này nó bền lắm anh em. Rồi, mấy anh em có mua sắm dàn sớm máy móc gì thì cứ liên hệ số điện thoại em. Đây cửa hàng chúng em cũng bán hỗ trợ chơi góp anh em nha. Trong tỉnh và ngoài tỉnh luôn. Thì thủ tục này gồm có giấy chứng minh nhân dân với bằng lái xe thôi anh em. Đó. Đây thì mình có mấy cái dàn sới rồi, mình có lên đùi luôn anh em ơi. Đi xe dàn ca rồi đó. Các kiểu mình lên đùi luôn. Anh em có mua ba bánh lồng bánh sới này mình có đầy đủ nha. Máy móc thì mình cũng có đầy đủ luôn. Thì anh em có thích cái máy móc nào hay là dàn sới nào thì cứ alo anh em. Rồi video này clip này xin kết thúc anh em, hẹn lại với anh em clip sau. Chúc anh em một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Thân ái chào tạm biệt với anh em.